Sáng ngày 2 tháng 11, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân quận giám sát tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại phường Tràng Minh, đồng chí Nguyễn Tiến Thọ, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân quận chủ trì hội nghị, cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân quận, đại diện Công an quận. Đoàn giám sát đánh giá phường Tràng Minh đã có những cố gắng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Phường đã thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho nhân dân, nhất là các doanh nghiệp, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, các hộ kinh doanh phế liệu. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã có ý thức trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy, tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những trường hợp chấp hành chưa nghiêm túc, chưa có đầy đủ trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy, biển nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy, hệ thống báo động, hệ thống chữa cháy, hệ thống dây điện xuống cấp. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn phường đã xảy ra 4 vụ cháy, trong đó có 3 vụ cháy xưởng với quy mô khá lớn, thiệt hại về tài sản từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đoàn giám sát đề nghị phường Tràng Minh cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, sớm khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, nhất là với những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Kiện toàn đội dân phòng tại các tổ dân phố để sẵn sàng chữa cháy trong tình huống cần thiết. Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy hiệu quả, quan tâm trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đồng thời chủ động phối hợp với Công an quận trong việc đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định.